Vừa qua, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác tư pháp, pháp chế tại Quân khu 5. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương thành tích đạt được của Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác tư pháp, pháp chế thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cần tiếp tục quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, quy định của pháp luật về cải cách tư pháp để triển khai các mặt công tác từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đúng trình tự, thủ tục luật định. Kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong và ngoài quân đội trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.